Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với chuỗi video của Khánh Vy Home. Và sản phẩm ngày hôm nay mà Minh Quốc muốn giới thiệu với tất cả mọi người là một cứu cánh dành cho tất cả các bà nội trợ, để chúng ta có thể nướng ra những món ăn cực kỳ ngon mà chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian nữa. Sản phẩm Minh Quốc đang muốn nói đến đó chính là chiếc lò nướng điện TK-HSB-635. Vậy thì không biết rằng ai trong chúng ta đã từng nghe nói đến thương hiệu TK chưa nào? Thương hiệu này là một thương hiệu thiết bị nhà bếp nổi tiếng ở châu Âu. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem sản phẩm này có gì thú vị nha. Và đây chính là chiếc lò nướng điện TK-HSB-635. Chúng ta hãy cùng điểm qua các thông số kỹ thuật cơ bản của nó nha. Lò được thiết kế với tiêu chuẩn là 595 x 595 x 559 mm. Vẻ bề ngoài được thiết kế với màu bạc sang trọng. Dung tích của lò lên đến 70/71 lít, bao gồm dung tích ròng và tổng dung tích. Bên trong lò thì cũng đang được trang bị đèn chiếu halogen để người dùng có thể quan sát được thực phẩm chín bên trong như thế nào. Và với lớp cửa kính cách nhiệt hai lớp như thế này giúp bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy điểm nhấn ở cửa lò đó chính là tay cầm nằm ngang được thiết kế với màu bạc sang trọng và chất liệu là thép không rỉ, sẽ bền đẹp theo thời gian. Bên trong lò nướng sẽ được trang bị sẵn sàng các dụng cụ để hỗ trợ cho chúng ta, đó chính là vỉ nướng và khay nướng. Ngoài ra thì bên trong lò nướng của chúng ta cũng được tráng men hoàn toàn. Điều này giúp cho việc chúng ta vệ sinh sau khi sử dụng lò một cách cực kỳ dễ dàng. Ngoài ra, chiếc lò nướng TK-HSB-635 của chúng ta còn được thiết kế kết hợp giữa màn hình cảm ứng và hai núm xoay, giúp chúng ta dễ dàng điều chỉnh được chức năng nướng cũng như là nhiệt độ nướng một cách phù hợp cho món ăn của mình. Chiếc lò nướng TK-HSB-635 sở hữu dung tích lớn 71 lít với rất nhiều những chức năng nướng khác nhau. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem các chức năng nướng đó là gì nha. Đây chính là núm xoay bên tay trái để điều khiển các chức năng nướng. Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu các chức năng này nha. Ở đây với biểu tượng hai gạch trên dưới, đây là chức năng nướng thông thường với thanh nhiệt trên và thanh nhiệt dưới, phù hợp với các món ăn ví dụ như là nướng thịt, cá hay bánh mì. Tiếp đến chúng ta có chế độ nướng với thanh nhiệt trên, đây là chế độ phù hợp với tất cả các món ăn thông thường mà chúng ta hay chế biến. Chức năng nướng thanh nhiệt trên với công suất lớn thì đây là chức năng chúng ta có thể sử dụng để khi chúng ta cần nướng các cái món ăn ví dụ như là thịt heo quay nè, chúng ta cần cái lớp bề mặt da phía trên của heo quay thật là giòn thì chúng ta sẽ chọn chức năng này nha. Tiếp đến nữa đó là chức năng nướng với thanh nhiệt dưới, thì ở chức năng này nhiệt sẽ tỏa ra từ phía bên dưới lò để khiến cho thực phẩm của chúng ta có thể chín mềm từ bên dưới. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng đến với chức năng nướng kết hợp quạt tuần hoàn với hai thanh nhiệt trên và dưới. Ở chức năng này thì không khí nóng sẽ được lưu thông bên trong lò của chúng ta, giúp cho thức ăn chúng ta có thể chín mềm từ cũng như là vàng đều rất là ngon. Tiếp đến nữa chúng ta sẽ có chức năng nướng quạt tuần hoàn và thanh nhiệt trên ở công suất lớn. Chức năng này là một chức năng hoàn hảo để chúng ta có thể chế biến các món nướng với giấy bạc, bởi vì khi đó với nhiệt độ cao của thanh nhiệt trên, không khí nóng sẽ được quạt tuần hoàn làm lưu thông đầy ở trong khoang lò của chúng ta, khiến cho thức ăn chín mềm mà lại có thể giữ được các hương thơm phía bên trong giấy bạc của mình. Và đây là chức năng phải nói là cực kỳ hiện đại của chiếc lò nướng của chúng ta. Đó chính là chức năng nướng Eco, giúp tiết kiệm điện năng lên đến 20%. Biểu tượng có hình thanh nhiệt độ cũng như là bông tuyết. Đây là chế độ rã đông. Chúng ta hãy quên đi việc chúng ta rã đông thực phẩm đông lạnh của chúng ta bằng cách là bỏ vô nước sôi, hay là chúng ta phải ngồi chờ rất lâu để thực phẩm được rã đông. Thì ngay sau đây chúng ta có thể sử dụng chức năng rã đông của chiếc lò nướng này luôn. Chúng ta hãy đến với chế độ hình giọt nước. Sau khi Minh Quốc vừa chỉnh qua chế độ hình giọt nước thì chắc là các bạn cũng đã nghe tiếng chương trình đã được khởi động và lò nướng cũng đang chạy rồi. Vậy thì chức năng này là chức năng gì ạ? Đây có thể coi rằng chức năng độc quyền của nhãn hiệu TK, chức năng làm sạch HydroClean Pro. Và sở dĩ có chức năng này sẽ hỗ trợ cho chúng ta có thể làm sạch được khoang lò một cách cực kỳ dễ dàng. Khi chúng ta chọn chế độ này thì chương trình sẽ bắt đầu chạy và chúng ta sẽ làm sạch lò như thế nào thì cùng Minh Quốc tìm hiểu nha. Đầu tiên, trước khi làm sạch lò, chúng ta sẽ lấy hết vỉ cũng như là khay nướng ra bên ngoài.
Bây giờ thì chúng ta sẽ đổ 200ml nước vào phía bên dưới khoang lò, đậy cửa lò lại và chọn qua chế độ làm sạch HydroClean Pro. Đó, như tất cả các bạn cũng đã nghe, chương trình làm sạch đã được tự động chạy. Và ở đây thì chương trình mặc định là 24 phút. Chúng ta cứ để cho chương trình chạy hết cái phần làm sạch của mình. Sau đó chúng ta sẽ để lò nguội khoảng 20 phút và lau lại bằng khăn mềm. Như vậy là chúng ta đã có thể làm sạch lò đó. Nhưng mà Minh Quốc còn có một mẹo nhỏ muốn dành cho tất cả các chị em nội trợ của chúng ta để có thể vệ sinh lò một cách triệt để hơn. Đó là chúng ta hoàn toàn có thể múc một thìa cà phê bột làm sạch lò nướng. Sau đó chúng ta cho vào 200ml mà ban nãy chúng ta chuẩn bị. Chúng ta khuấy đều lên rồi hãy đổ vào phía bên dưới khoang lò. Như vậy thì lò chúng ta sẽ làm sạch một cách triệt để hơn. Cuối cùng chúng ta hãy cùng tìm hiểu với chức năng nướng có cái hình nhiệt độ, sau đó có mũi tên đi lên nè. Đó. Thì chức năng này là chức năng gia nhiệt nhanh và làm nóng nhanh. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách hoạt động của chiếc lò nướng điện TK-HSB635 này như thế nào nha. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động lò bằng cách cắm nguồn điện, sau đó chúng ta sẽ ấn vào nút OK 2 lần để cho đồng hồ trên bảng cảm ứng dừng lại, thì lúc này lò đã sẵn sàng để hoạt động rồi. Tiếp theo chúng ta chỉ cần chọn chức năng nướng và nhiệt độ nướng phù hợp thì chúng ta có thể nướng được rồi. Như đã giới thiệu ban đầu thì chiếc lò nướng điện TK-HSB635 này có tích hợp cả màn hình cảm ứng cũng như là hai núm xoay, rất là nhiều chức năng. Vậy thì màn hình cảm ứng của chúng ta có thể cài đặt được những gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nha. Đầu tiên đó là chức năng tắt lò. Chúng ta sẽ cùng bấm vào phím cộng. Đến khi hiện lên biểu tượng mũi tên chặn hai đầu, chúng ta bấm OK. Và chọn vào đó thời gian tắt lò. Chúng ta chọn 1 phút nha. Như vậy chương trình của chúng ta đã bắt đầu khởi chạy. Hết 1 phút thì lò sẽ tự động tắt và cho chúng ta âm thanh báo. Như vậy là thời gian hẹn giờ tắt của chúng ta cũng đã hết và chiếc lò cũng đã thông báo với những tiếng thông báo tít 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 tít, đúng không nào? Vậy thì để tắt tít 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 này, chúng ta bấm phím OK. Tiếp theo sẽ là chức năng trì hoãn nướng. Chức năng này phù hợp cho việc chúng ta ướp món nướng của mình xong rồi có thể bỏ vào bên trong lò nướng và cài đặt thời gian để lò khởi động và bắt đầu nướng. Việc thực hiện chức năng này như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nha. Đầu tiên chúng ta sẽ ấn vào phím cộng. Đến khi có hiện lên dấu mũi tên chặn một đầu, chúng ta sẽ bấm OK và lúc đó chúng ta sẽ điều khiển. Ví dụ như ở đây Minh Quốc sẽ cài vào 12:15, có nghĩa là 4 phút sau đó. Thì 4 phút sau, lò sẽ tự hoạt động và món nướng bên trong sẽ được lò thiết lập chương trình và nướng. Rất đơn giản đúng không ạ? Công việc làm bếp đôi khi không phải chỉ chuẩn bị một món duy nhất mà chúng ta còn phải tranh thủ thời gian để có thể thực hiện các món ăn khác nữa. Vậy thì ở chức năng cài đặt chuông báo sẽ giúp cho chúng ta cái gì đây ạ? Giúp cho chúng ta có thể canh được thời gian. Trước đó thì dù chúng ta đặt là 15 phút nướng đi thì chúng ta có thể cài đặt chuông báo là khoảng 13 phút để chúng ta quay trở lại lò nướng của mình và xem bên trong cái món nướng của mình đã xong chưa, đã nướng chín chưa. Một chức năng cực kỳ tuyệt vời đúng không nào? Vậy thì thực hiện như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nha. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn vào nút cộng. Cho đến khi hiện ra cái hình đồng hồ như thế này, chúng ta sẽ bấm OK và chúng ta cài đặt số phút. Ví dụ như ở đây Minh Quốc sẽ cài 1 phút. Hết 1 phút và chuông báo đã vang lên, giúp cho chúng ta đến lò và quan sát vào bên trong xem thực phẩm của mình như thế nào. Và muốn tắt chuông báo này thì như thế nào ạ? Rất đơn giản, bấm vào phím OK. Và chắc là sẽ có một chức năng mà tất cả các bà mẹ bỉm sữa cũng như là các chị em nội trợ mà có con nhỏ rất là lưu tâm khi mua những sản phẩm nhà bếp hiện đại như thế này. Đó là chức năng khóa an toàn. Chúng ta sẽ phải dùng khóa an toàn để không cho con em của chúng ta, không cho các em nhỏ của chúng ta tự tiện đụng vào các nút điều khiển cũng như là điều khiển các chức năng của lò nướng, đúng không nào? Vậy thì chúng ta khởi động khóa an toàn bằng cách nào đây ạ? Chúng ta sẽ nhấn giữ phím OK cho đến khi nào hiện lên biểu tượng ổ khóa. Như vậy khóa an toàn đã được thiết lập. Ở đây nè, chúng ta sẽ chỉnh chế độ nướng. Không được. Rồi chúng ta chỉnh nhiệt độ. Không được luôn. Chúng ta dùng các phím cảm ứng cũng không được luôn. Vậy thì mở khóa an toàn bằng cách nào? Lại tiếp tục quay lại thao tác, ấn giữ phím OK cho đến khi biểu tượng ổ khóa tắt đi. Cực kỳ tiện lợi đúng không ạ?
Và một điểm cộng nữa mà Minh Quốc cảm thấy chiếc lò nướng điện TKHSB635 này có thể là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các bà nội trợ, đó chính là một thời gian sau khi chúng ta sử dụng xong thì đôi khi cửa lò nướng sẽ bị dơ, chúng ta hoàn toàn có thể tháo rời ra để vệ sinh cửa lò một cách rất dễ dàng. Với những thông tin mà Minh Quốc vừa chia sẻ với tất cả các bạn trong video clip vừa rồi thì chắc chắn là các bạn cũng đã có sự lựa chọn của mình rồi đúng không ạ? Quá nhiều ưu điểm cho một chiếc lò nướng được thiết kế hiện đại cũng như là thông minh như thế này. Vậy thì nếu như chúng ta có nhu cầu sở hữu lò nướng điện TKHSB635 thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy nhanh chóng tìm đến các cửa hàng của Khánh Vi Home để được tư vấn miễn phí, có được những mức giá phù hợp, hoặc là chúng ta cũng có thể truy cập vào trang web khanhvihome.com.vn để biết thêm nhiều thông tin chi tiết khác. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể comment trực tiếp bên dưới những video này để cho Minh Quốc cũng như là đội ngũ của Khánh Vi Home có thể chăm sóc các bạn tận tình. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho video này cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!